Để chèn thông tin người soạn và bài trình chiếu thì chúng ta làm như sau. Đây là một bài trình chiếu đã có đợt đánh số trang này, đã có thông tin ngày soạn này, còn thông tin người soạn là người soạn đấy tên là gì thì chưa chưa có ở đây. Chúng ta sẽ vào insert, vào help and footer. Chúng ta sẽ chọn cái footer này. Đấy, sau khi tích chọn xong, chúng ta sẽ gõ tên của chúng ta vào đây. Ví dụ tên của cô là Triệu Mai Hường. Đấy. Thì cô sẽ chọn vào cái footer, cô gõ tên vào đây. Chỗ này là sẽ gõ tên người soạn này. Người soạn vào đây. Đấy, đây chính là chỗ gõ tên người soạn. Là ví dụ như thế này nhá. Ví dụ ở đây người soạn là Triệu Mai Hường. Đấy, chúng ta sẽ chọn apply. Thì ngay lập tức tên người soạn sẽ hiện ở đây. Đấy. Đấy là tên người soạn đây. Đấy, sắp.